Cả nhà buổi trưa hôm nay tư vấn số chiều nay chúng ta tài lộc được rõ ha. Ngày hôm qua tiếng chốt cho anh chị thì miền Nam chúng ta gãy, nhưng mà được cái là miền Trung với miền Bắc cũng có lộc ha, cũng có anh chị ha. 92 73 của miền Trung và con 74 của miền Bắc anh chị ha. Chúc mừng anh chị. Thì trưa hôm nay chúng ta sẽ là tư vấn cho ba miền, nó là Nam Trung Bắc, và chốt cho anh chị tham khảo lại cái ba miền luôn. Chờ tôi một tí nha anh chị nha. Trước khi vô tư vấn thì anh chị chúng ta giao lưu nhau một tí nha, chào nhau một tiếng đi, chiều nay cho tài lộc được rỡ anh chị. Miền Trung hôm nay chúng ta tới ba đài nha anh chị nha, đó là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Ngày xưa giờ thì miền Bắc chỉ có một duy nhất. Ngày hôm qua thì con 1991 không về, nếu về con 90 tiếc quá anh chị nha. Nó lại tiếp tục là con 27 song thủ lưu khung của anh chị, chúng ta cũng ăn được cái con 27. Về cái đặc biệt luôn, mới về cái đầu cũng 27 luôn. Cũng cảm ơn anh chị là chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Tuấn nha. Tuấn cũng rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có anh chị cũng đăng ký, cũng ủng hộ, cũng chia sẻ thì Tuấn rất là cảm ơn. Cái đó là một cái động lực. Tuấn gắng cố gắng với anh chị ha. Còn giá số thì có ngày này ngày nọ nha. Ngày hôm thì Tuấn có tư vấn cho anh chị đó là con 99 nó không có cầu. Nhưng mà hôm nay Tuấn mua được con vé số An Giang là con 99 chị anh chị. Nè, An Giang ngày hôm nay là các 99 luôn nè. Nhưng mà hôm tư vấn thì nó lại là không có. Đó, anh chị chờ Tuấn một tí để Tuấn bóc cầu nha. Chào nhau một tiếng đi cho tài lộc được rỡ anh chị ạ. Hy vọng chiều nay nó làm cái đặc biệt luôn. Có gì đâu mà phải buồn ta. Trò chơi mà buồn cái gì mấy bạn ơi. Rồi, chào nhau tí nha. Chào Thanh Trương, chào Nga Phạm, chào Tâm Trần, Thu Thảo, Khai Nguyễn, buổi trưa vui vẻ nha. Chào Hậu nha. Ngày qua lượm 27 chưa? 8 Tây Ninh An Giang 8998, Tây Ninh An Giang thì hôm nay không có 89, có 8998 nha. Cầu này nó đi hai đài của chúng ta đó. Của miền Nam nó đi hai đài nha. Đó là đài của thằng Tây Ninh và thằng Bình Thuận. Cảm ơn anh em lượm con 27 rồi hả? Miền Trung con 47. Miền Trung ngày hôm nay chúng ta 47, miền Trung Minh Tuấn không có cầu là con 47 anh chị nha. 47 miền Trung Minh Tuấn không có cầu. Chào Hăng Bảo Hăng nha, chào Nguyễn Tiền, anh cho em hỏi miền Bắc con 2332. Miền Bắc 2332. Miền Bắc ngày hôm nay chúng ta vẫn có con 32, không có 23. Nó lọt vô cái lô khó chịu nha em ha. Nó có con 32 chứ không có 23 em nha. Thì em lót cầu lại giùm Tuấn, nó mới vô lọc vô lưu ghen.
Rồi chào bạn Nguyễn Tiền 22 càng mấy gì bạn chờ tôi 22 càng 122 nha. Miền Nam 22122. Chào Hoàng Nguyễn, Nguyễn Nhung chưa Tuấn like cho Tuấn rồi, cảm ơn Nguyễn Nhung nhiều nha. Chào bạn Hảo Quỳnh cười nước mắt. Chào Ngọc Yến, chào Mỹ Ngọc nha. Chào cô Thí, cô like cho Tuấn rồi, con cảm ơn cô. Chào Cẩm Quan, chị like cho Tuấn rồi, tặng Tuấn một like, cảm ơn chị nhiều. Chào Tuấn Anh nha, 17 và con 68, miền Nam 68, bên Tuấn không có cầu là con 68. Còn con 17 thì ngày hôm nay nó sẽ đi, đó là đài của thằng Tây Ninh, là con 17. Cái cặp này là cặp song thủ nha, 17-71. Tây Ninh hôm nay chúng ta vẫn có con 71 nha, hồi nãy Tuấn có vé số á, nhưng mà Tuấn không có mua ở Tây Ninh. Chào Hà Tuyết nha, chào chị Hà Tuyết, like cho em rồi, em cảm ơn chị. Chào Đạt Cô Lô nha. 17 và con 68, 66, 66 của miền Nam ngày hôm nay. Bên Tuấn không có cầu ở miền Nam. Ngày hôm qua con 66 về chưa bạn, An Giang. Nếu mà chưa được đánh An Giang dùm Tuấn là con kép 66 nha. Còn con 17 thì hôm nay nó sẽ là Tây Ninh. Còn con 68 bên Tuấn không có cầu. Kiều chàng chị like rồi, buổi trưa vui vẻ nha. 8 chào bạn Tinh. Hôm nay em xin xem ảnh lấy lại được không? Hôm nay em mới xem like được không? Anh xem hôm nay em mới xem ảnh like được không? Là sao bạn? Tôi không hiểu. Mới xem ảnh like được không? Mới xem like được không? Em bó tay. Phương thì chào buổi trưa vui vẻ nha. 83 ngày hôm nay, con 83 của miền Nam. 83 của miền Nam ngày hôm nay anh chị đi dùng Tuấn, đó là con An Giang, là con 83 nha. Chào bạn nghe Phạm, miền Bắc con 88 có cầu không? Kép 88 của miền Bắc. Kép 88 của miền Bắc ngày hôm nay có cầu nha chị, nó theo cái lô khung hai nháy như con 74 với con 89 này. Chào Bích Ngọc nha, buổi trưa tài lộc rực rỡ nè. Chào miền Nam con 38 và con 30 có cầu không? Miền Nam 3830 thì con 3830 nó nằm ở đài của 3830 thì ngày hôm nay nó nằm Tây Ninh Bình Thuận 3830 nha. Chào chị, chị không chịu đổi tên, em không biết kêu chị bằng gì luôn á. Kêu chị SGG à. Chị Ngọc Lệ. 09 ngày hôm nay con 09 của miền Nam chúng ta sẽ đi. Không chín của miền Nam đâu tiêu rồi. 09 miền Nam thì ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu là con 09. Ngày hôm qua con 09 nó nằm An Giang, ngày hôm nay nó không có cầu chị nhá. Tây Ninh là con 7887. Tây Ninh thì hôm nay nó có con 7887 nha, mà cặp song thủ 78 thì đi hai đài Tây Ninh An Giang. Chào Nguyễn Sang. Chào chị Nguyễn Sang nha. Chào khách, chào Duyên Trần. Tây Ninh An Giang hôm nay 24. Tây Ninh An Giang là 2442 nha. Cái cặp này là cặp song thủ 3 đài. Tây Ninh Bình Thuận là con 42, 24 An Giang Bình Thuận. Miền Bắc hôm nay có con 1991 không? Hôm nay nó vẫn là một cặp song thủ lô nuôi 2 lô, nó đưa vô cái lô khung lô nuôi á là 1991 của miền Bắc. Mẹ chàng 1551 thì ngày hôm nay chúng ta đi con 15 của đài 1551, anh chị đi dùng Tuấn, đó là Tây Ninh An Giang là 1551, còn con 51 nó đi hai đài Tây Ninh Bình Thuận. Chào Hoàng Nguyễn, xem dùm may mắn chị Yến xinh đẹp. Chào Khải Nguyễn, tối anh Tuấn có xăm không? Tối anh giữ lại cái lọc xăm cũ. Anh giữ lại cái lọc cũ, lọc 9368 em ha.
Đấy, rồi con 68 ngày hôm qua có lọc chúng ta ba miền nó đều không có, nên thành ra thường theo cứ theo kênh của Tuấn thì lọc không mẫu thì Tuấn sẽ giữ lại. Like cho Tuấn rồi, con 14 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi, đó là đài của An Giang, 41 của thằng Tây Ninh. Số 10 ngày hôm nay, con số 10 nó đi hai đài Tây Ninh Bình Thuận là con số 10, song thủ của Bình Thuận là 0110. Con 11 hôm nay nó đi Bình Thuận nha. Số 10 thì nó ở Tây Ninh nó cũng có, nhưng Bình Thuận là con 11. 32 ngày hôm nay anh chị đi dùng Tuấn, đó là đài của thằng An Giang là 32. Nó vẫn còn cặp song thủ 2332 ở miền Nam á. Chào Trinh Nguyễn nha. 29 ở miền Nam, bên Tuấn không có cầu là 29. Chào Gata, chào Thu Hương. Buổi trưa vui vẻ, tài lộc rực rỡ nha, cảm ơn bạn nhiều. Chào Quang Minh, like cho em rồi. Chào em, like cho em rồi. Miền Nam có số 10 không? Có anh Quang ạ. Thanh, Tây Ninh có 15 không? Tây Ninh có 15 nha. Chào chị. Chào mua điện thoại nha. 88 đài nào đẹp? 88 thì ngày hôm nay nó lại tiếp tục bắt cho đài của thằng An Giang đẹp. Đi ba con 88 luôn. Chúc buổi trưa vui vẻ nha, like cho rồi, chơi được không anh? Hôm chúc mai anh ơi, con 34 An Giang chơi được không anh? Cảm ơn nhiều. 34 vô lô ổn nha. Chào Nguyễn Sang, xin một con ba đài. Chút xíu em chốt luôn anh chị. Lấy con 93 đi ba đài đi anh chị. Lấy 93 đi ba đài giùm em. 52 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi, đó là đài 52, bên Tuấn không có cầu, nó chỉ có 25 ở Tây Ninh thôi. 52 thì bên Tuấn không có cầu à. Nếu mà đi 52 đi An Giang giùm Tuấn. Cô like cho rồi, chúc kênh càng phát triển mạnh. Cô hôm qua Quảng Bình có con 11 và con 79 không? Quảng Bình 79 90. Quảng Bình. Càng phát, cô hỏi là Quảng Bình có con 11. 11 ở Quảng Bình không có cô ạ. 79 của Quảng Bình cũng không. 09 của Quảng Bình cũng có, cầu của cô là không có, nhưng mà nó nằm ở miền Trung chúng ta vẫn có, nó Bình Định với Quảng Trị á cô ạ. Còn cầu của cô là ở Quảng Bình nó không có cô ạ. Phong 3 cho hỏi miền Bắc có 2992. 2992 của miền Bắc. Ngày hôm nay ở bên Tuấn không có cầu là 2992 anh chị nha. Ê, khoan thử. Có anh chị à, có 92 ngày hôm nay vẫn là song thủ của miền Bắc là 2992. Hôm nay nó bắt các cầu rất là kỳ luôn. Nó đưa một cái dàn số khủng bố. Hai mươi chín chín hai nó bắt gì từ 00 tới con 97 luôn mà. Cầu mấy bạn hỏi miền Bắc hôm nay cầu nào cũng có hết luôn á. Nên rất là khó, cầu này tướng cũng không hy vọng nhiều lắm. Rồi thấy hợp thì chúng ta chơi nha. 17-71 đẹp không? 17-71 thì Zalo cũng ổn nha, vé số thị trường vẫn có luôn á. Bạn Tây Ninh một cặp song thủ là 17-71 luôn á. Còn ở trên cầu bên đây thì chúng ta vẫn có là đi hai đài nha, 71 Tây Ninh Bình Thuận. Chào Tiền Tiền, like cho em, like cho anh rồi, cảm ơn. An Giang xin một cặp An Giang đi. An Giang lấy một cặp là con 70 đi. Đi một con đi, bạn lót lại dùm Tuấn. 0770. Quang Bình 707 7042 có không? 07 thì bên Tuấn là 70 của thằng An Giang, 07 nó có cầu nhưng mà lô vô lô gan nha. Còn có 42 miền Nam chúng ta vẫn có cầu. Miền Bắc 77 có không? Miền Bắc 77. Miền Bắc 77 ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu là kép 77 nha. 69 là có. Quang la cho rồi con 7. Hỏi 7 chỉ nay được không? 7 gì?
79 hả? 70 hả? Là 79. Vạn Văn Nguyễn nè. À, chào tướng 6996, nó lại tiếp tục đi hai đài, đó là Tây Ninh An Giang là 6996, cặp này nó cũng thuận hai đài này lắm nè. Hy vọng hôm nay nó sẽ nổ anh chị nha. 24 và con 81 của thằng An Giang, 24 thì có thằng An Giang và con 81 của miền Nam. Miền Nam con 81. Ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu là con 81 của thằng An Giang. 47 đi đài nào? 47 của miền Nam chúng ta sẽ đi, đó là đài của thằng 47. Khoan, 47 miền Nam bên Tuấn không có cầu là 47 anh chị nha. Miền Bắc 55, miền Bắc có 55 nha chị Lương. 52 Bình Định, 52 của thằng Bình Định. Bình Định thì hôm nay không có 52, 52 của thằng Quảng Trị. Quảng Trị là 52, bạn lót thuận cầu dùm Tuấn là con 52 của Bình Định nha bạn Thanh Tùng. Lượng 55 của miền Bắc có nha. Tiếng Anh 0880 nó đi đài của thằng Tây Ninh An Giang là 0880, cặp này là cặp song thủ nha. Em lấy lại kép kép 99 đi, có vé số nè. Hôm nay của thằng An Giang anh mua được cái tờ 99 nè, của thằng An Giang nè cả nhà. Thì lấy lại kép 99 đi, biết đâu chiều nay nó vô cái đặc biệt thì sao. Còn kép thì chỉ có kép 99 là anh có thôi. Còn cầu sôi thì anh không có sôi kép nha. Ra thấy viên kép 99 của An Giang là lụm liền, hỏi càng nói. Hai không 28 và con 6, 68 mà 28 và con 68, 28 68 28 thì nó nằm ở của thằng An Giang. Còn 68 bên Tuấn không có cầu, 79 ở miền Nam chúng ta sẽ đi An Giang là con 79. Còn con Tây Ninh là con 12 và con 61. 12, 61 nó không có nằm ở Tây Ninh. 86, 68 thì bên Tuấn không có cầu là 6886. 26 và con 48. 26 thì 48 thì bên Tuấn sẽ đi, đó là đài của thằng Bình Thuận là con 26. Còn con 48 bên Tuấn không có cầu, nó chỉ có con 84 của thằng Tây Ninh. 00 và có kép 55, 00 kép 55 thì ngày hôm nay nó đi kép 55, 00 đi An Giang Bình Thuận nha. 54, 54 thì ngày hôm nay chúng ta không có cầu là con 54 nha bạn nha. 54 của miền Nam nhưng bên Tuấn không có cầu tham khảo. 00 và 55, chắc chào chị chắc như bóp nha. Giúp dùm chị 5995 miền Nam thì chúng ta không có 5995. Theo em á thì chị muốn 5995 của hai đài của Tây Ninh An Giang đi. Chị đi được miền Bắc chị đi lại cái cặp này cho em ha chị ha. Rồi. À, theo em thì nó là không vậy, chứ còn cầu thì hiện tại là bên em không có. Tây Ninh An Giang là 5995 nếu chị đi. Còn về miền Bắc chị đi lại cái cặp này dùm em, cái cặp này nha chị, chắc gì bắt ha. 95 của miền Bắc. Lót 59 dùm em. Rồi cô buồn like cho đòi con 16 có cầu đài nào. 16 của miền Nam ngày hôm nay nó đi của đàn Bình Thuận là con 16. 02, 02 miền Nam chúng ta sẽ là An Giang là con 02. Mấy anh chị lưu ý là con 1661 này là của thằng An Giang đó. Hôm nay nó có con 16 của thằng Bình Thuận thì anh chị lưu ý giùm em ha. Ngày hôm qua vé số nó không về. 34 miền Trung 3443. Miền Trung 3443 có cầu em nha. 3443 nó đi hai đài của 3443 của miền Trung là nó sẽ đi coi nó đài nào đây. Đi của đài của thằng Quảng Trị và Quảng Bình em nha. 3443. Ở miền Nam chúng ta cũng vẫn có 3443. Miền Bắc thì có con 43. Miền Nam con 12 và con 13. 12, 13 thì ngày hôm nay 13 nó đi hai đài của An Giang, Bình Thuận là 13.
Còn con 12 bên Tuấn không có cầu, nó chỉ có con 21 thôi. Nó có 21, bạn lót lại con 12 dùm Tuấn. 70 An Giang, lụm 70 An Giang nha Huy. Miền Trung con 54 và con 42. Miền Trung 54. 54 của thằng có cầu là 54, còn 42 của miền Trung. Miền Trung 42 thì bên Tuấn không có cầu là con 42 anh chị nha. 42 thì miền Trung bên Tuấn không có cầu. 76, 67 miền Nam bên Tuấn không có là xong thật. Mình like cho rồi cho mình hỏi 70 đi 3 đài được không? Được bạn, đi hai đi một đài, hai đài cũng được, ba đài cũng được. Mình đây chỉ có cầu con 70 của thằng An Giang thôi. Còn bạn muốn đi ba đài là ngon rồi. Hai mươi sáu có cầu nha Tài Nguyễn ơi. Thải Nguyễn anh Tướng ơi, cho em xin chơi con nhé. Em lấy 93 của thằng Tây Ninh đi. 18 và con 59. 18, 59 của miền Nam ngày hôm nay. Con 18 nó sẽ đi, đó là đài của thằng An Giang là con 18. Còn 59 thì bên Tuấn không có cầu. Nếu anh chị đánh con 59 rồi đánh Tây Ninh dùm Tuấn hoặc là An Giang thuận cầu anh chị nha. 72 ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu. Cái cầu này là cái cầu 72 của thằng An Giang ngày hôm nay nó không có cầu anh chị. Like xem dùm 02 của thằng An Giang là 02. Chào bạn Diệu Nguyễn nha. Văn Phong 25 ngày hôm nay, 25 của thằng Tây Ninh. Anh chị lưu ý giùm em cái nè, cái nào mình không có thì mình quẩn quýnh nhẹ, kiếm ly trà đá trà đường chơi, trò chơi mà đúng không, để nó nổ ra rồi chúng ta ngồi chắc lưỡi cũng như không à. À là chúng ta đánh nhẹ mà nó ra 4-5 con hay 3 con thì chúng ta vẫn có tiền cà phê. Còn nếu mà khi mà Tuấn nó không cầu mà nó cầu cũ nó nổ á thì chỗ đó chúng ta ngồi chắc lưỡi hay chắc nhau nó cũng không được cái gì cả anh chị nha. Tại vì số mà biết làm sao nói, mà nói thẳng với anh chị, nói thẳng câu mà nếu mà chuẩn chiết quá thì còn gì để nói nữa. Ở đây chúng ta đang tham khảo số thì Tuấn tư vấn anh chị, mong anh chị để ý cầu kèo cũng như là vé số thị trường chúng ta chơi anh chị nha. Chứ như ngày hôm qua Tuấn nói anh chị con 99 nó không có, nhưng mà ra thị trường nó lại là có vé số con 99 đó anh chị thấy không đó. Nhưng mà bên nhà đài nó đưa qua là không có, để nói đi nhà đài cái đầu nó chửi nữa. Cày nghiệt thiệt. 25 là của thằng Tây Ninh nha. Chào MB, cho hỏi 56 đài nào. 56 của miền Nam ngày hôm nay con 56, 65 nó một cặp song thủ của Bình Thuận là 56, 65 chắc như bắp. Ok em, chào Văn Cường, giúp em giúp miền Nam con 13 và 31 đi đài của thằng An Giang Bình Thuận dùm Tuấn, một cặp song thủ là 13, 31 của Bình Thuận. Chào Nguyên, miền Bắc có 6886 không? Cái con này rất là khó chịu của con 68 của miền Bắc. Nếu mà hôm nay nó nổ thì chắc là nó sẽ nổ đột đuôi heo rồi nghe ha. Chứ còn không thì lô thì Tuấn thấy nó hiu quá. Nó thật sự là như vậy. Nó không có cầu luôn ấy. Miền Nam và miền Trung và miền Bắc nó không cầu. Nhưng mà cái này thì tâm linh Tuấn không nói được. Tâm linh là khó nói một người à. Chào anh Minh Tâm nha. Chào, cảm ơn Ngọc Yến, Ngọc Lệ. Số 10 đi 3 đài được không? Số 10 chúng ta hiện tại là 2 đài Tây Ninh Bình Thuận rồi. Thì đi 3 đài cũng có được nha. Cối mã 24, 42 24, 42 cầu của bạn là 3 đài nha. Tây Ninh con 53 và con Tây Ninh thì không có 53. 53 nó sẽ là An Giang. Còn con 39, 93 thì có nha. 53, 93 nó sẽ là Tây Ninh, An Giang. Cặp này cũng khá là đẹp, Tuấn mới cho anh chị đó. 93, hy vọng hôm nay nó sẽ nổ Tây Ninh, An Giang cho anh chị luôn. Nếu không thì đi 3 đài cũng được, con 93 khá là đẹp. Miền Trung 0990. Miền Trung thì 0990 thì ngày hôm nay nó sẽ đi Quảng Trị và Bình Định là 0990. 24 đi đài nào? An Giang Bình Thuận là 24. Cho chị hỏi 0403. 0403 của miền Nam thì ngày hôm nay nó sẽ là An Giang là 0403. 70 của thằng miền Trung
70 của miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta không có cầu là mà nó có 07 đi hai đài mà Bình Định Quảng Trị, bạn lót 70 của bạn vô. 04 bạn Quỳnh Tấn nha, 70 thì không có mà nó có 07 hai đài rồi, bạn lót 70 của bạn vô. Lụm. Miền Bắc 0990, ngày hôm nay miền Bắc có 90 không có 09. 77 thì không nghe béo Nguyễn thôi, quýnh lô gơi. Bình Thuận chạm mấy? Bình Thuận hôm nay chạm 6 và chạm 3, xin lỗi anh chị nãy không lên đầu. Xin lỗi anh chị, đó là chạm 5 và chạm 8. 55 và con 98 là đầu đuôi của Bình Thuận. Miền Bắc thua nay là con 66 và con 81 tướng ơi. Miền Bắc thua 76 và con 68 tướng ơi, 81 tướng ơi, gửi em với là xong 76, 68, 81 gửi cho em rồi. Em miền Bắc anh thua 76, 68, 81 là trời. 72 thì ngày hôm nay miền Nam nếu đi lại dùng tốn đó là đài của thằng An Giang. Miền Trung 98, 71 đài nào? 71 của thằng Quảng Trị là bằng 71. Còn con 98, 98 của Quảng Bình là con 98 nha. An Giang 08, 09, 01. 01 thì nó không có nằm ở An Giang. Còn 09 thì có An Giang chúng ta không có. Còn 08 thì có. 60, 36, 71, 36, 63 thì cái cặp này chúng ta sẽ đi đó là Tây Ninh nha. Là 63, Tây Ninh vé số thị trường vẫn có con 63. Phải không? Nó nè, thắng 63 của thằng Tây Ninh 3663. Anh chị nhá. Rồi còn con 71, 71, 63 là có cầu nha, 3663 có cầu đó bạn, có vé số luôn. Đài An Giang chạm mấy vậy? An Giang chúng ta sẽ chạm 8 và chạm cũng là chạm 8, chạm 5 luôn. Hôm nay chạm 8, chạm 5 khá là nhiều. Miền Nam 62, miền Nam 62 của Bình Thuận. Cho hỏi miền Bắc có 51 không? Miền Bắc thì 51. Của miền Bắc ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu là con 51. Còn con 67, 76 của miền Nam, của miền Bắc, cái cặp đó thì nó đang là gọi vô cái cặp lô hương quýnh ngày hôm nay hai ngày nữa, có đó chắc là lô khung luôn rồi. Bạn đeo cái con 7667 nha, đừng có đi thêm một con nào nữa có miền Bắc nha. Và ngày mai, ngày mốt tướng sẽ hỗ trợ lại bạn cái cặp 7667 này của miền Bắc nha. Nguyễn Hồng xem giúp giùm con 20. 20 thì có nha bạn Nguyễn Hồng. Xem giúp dùm con 20 là có nha. Anh Sơn miền Trung con 59 và con 54 03. 59, 59, 59 có cầu của miền Trung, 03 của miền Bắc, của miền Trung. 03 của miền Trung thì bên Tuấn không có cầu là con 03. Còn con 54, 54 là có. 54 và 59 là có. Vậy là miền Nam, miền Trung và miền Bắc chúng ta cứ đi 5995 một cặp này thôi anh chị. Chào thú vui miền Tây la cho anh rồi, cho em hỏi là 86 miền Nam bên Tuấn không có cọc. 57, 86, 57 thì đi hai đài đó là Tây Ninh, An Giang. Một cặp song thủ Tây Ninh là 5775, còn 68, 86 miền Nam hôm nay bên Tuấn không còn. Mấy cái này lọc xăm Tuấn không biết là hôm nay như thế nào luôn. 19 thì có, Tây Ninh là con 19, xem miền Bắc con 32, 23.
32 thì miền Bắc chúng ta có cầu, còn có 23 thì nó đang lọc vô lưu khó chịu. 89 càng máy, 89 thì hôm nay anh chị đi dùng túng đó là càng càng 6 89 càng 5 89 dùm túng nha, 589. Xem dùm con 32 23 của thằng An Giang có cầu nha bạn, cặp song thủ của An Giang 2332. Chào cô Út nha. Chào con, chào cô Út. Ủa, Út Nguyễn chào em, xem cô like cho em rồi. 42 và con 82. 42 82 nó sẽ là Tây Ninh và Bình Thuận. Miền Bắc 77 thì bên Tuấn không có cầu. 47 37 37 73 miền Bắc hôm nay là song thủ, còn con 47 là lô gơi. Rồi chào bé Nguyễn, xem dùm 09 và ba đài được không anh? 09 của miền Nam chúng ta ba đài, hiện tại nó đi có một đài của vùng Bình Thuận à. Ngày hôm qua thì nó một đài của thằng An Giang, đài thứ hai. Hôm nay là An Giang á, mà hôm nay nó có cầu của Bình Thuận. Em coi lại cái đài đó giùm anh nhé. Rồi xem dùm 0404 thì chúng ta có của thằng An Giang là 04. Miền Bắc 06 và con 69. 69 hôm nay là tiếp tục có nữa đó bạn. Có anh Sơn còn 03 69 0330 miền Bắc hôm nay là song thủ 0330, còn 69 hôm nay nó có cầu. Chào Bùi Lan miền Nam, con 41 và con 34 đài nào? 41 31 nó sẽ là Tây Ninh An Giang, rồi 41 31. 59 hôm nay nó không có cầu, nếu anh chị đánh là Tây Ninh dùm em là con 59. Miền Bắc 82 có 82. Miền Bắc có cầu con 14 không? 14 hôm nay có cầu 14, chị lưu ý cặp này không quýnh, con này không quýnh kiểu như là ăn liền không? Tăng tiền, nhưng mà khả năng của chị như là tùy nha. Rồi 14 41 đánh chuẩn cầu chúng ta sẽ là 14. 79 54 79 54 nó sẽ là An Giang Bình Thuận. Chào Nguyễn nha, 02 chúng ta sẽ đi An Giang là 02. Bình Thuận có cầu con 33 và 73 không? Bình Thuận 73 có con 33. 33 thì ở miền Nam Bình Tuấn không có cầu. Rồi ok, một miền con miền Nam, 101 miền Nam. Miền Nam có 01, lưu ý nó có số 10, 62 71 đẹp tài nào, 62 71 nó sẽ là Tây Ninh Bình Thuận. Còn Huy Hoàng Tuấn ơi cho 11 và số 10 Tây Ninh. Số 10 thì ở Tây Ninh, 11 nó sẽ là Bình Thuận. Bạn đánh thuận cầu dùm Tuấn đi Huy Hoàng. Phương Vũ Phương xem dùm con 35 An Giang. 53 là An Giang, 35 là nó sẽ là Tây Ninh. Lót thuận lại dùm Tuấn nha Vũ Phương. Nguyễn Hồng 02 thì nó sẽ là An Giang là 02. Chào cô Tiết, 68 của miền Bắc. Miền Bắc 68 thì hôm nay đánh lại ngày nữa đi cô. Chứ còn cầu của nó đang đối xứng với nhau rất là khó chịu. Nó đối xứng với nhau nghĩa là nó đang cột mốc đồng cơ với nhau á. Hôm nay thì anh chị đánh lại dùm Tuấn 6886 miền Bắc lại nha. Nó vẫn có cầu á, nhưng mà cầu sôi thì nó lại rất là kỳ. Ơi 89 miền Bắc có 89 không? Có anh chị. 89 98. Chào Văn Dũng, hôm nay miền Bắc nó bắt cầu rất là khó chịu. Nó cầu lót không à, như thí dụ như là 68 thì 86. Nó thí dụ như vậy. Nó bắt cầu lót không, hôm nay nó không có bắt cầu như ngày hôm qua mấy ngày trước nữa. Một tuần hình như là nó sẽ bắt nguyên một dàn của miền Bắc chứ đem vô hết cái gì. Hoàng Phạm like cho anh rồi, 54 và con 86 miền Nam, 14 thì có cầu mà 86 miền Nam chúng ta không có cầu. Cái cặp này thì nó lại là An Giang Bình Thuận 8668 đó anh chị. 02 thì nó đi về của thằng An Giang Nguyễn Hồng. Ủa sao Nguyễn Hồng nãy giờ ở ngoài cái con 02 này luôn á. Nãy giờ mình để ý bạn hỏi rất nhiều cái con 02 này luôn. Chị Nguyễn Hồng nè. Chào Bích Liên, like cho anh rồi, chúc buổi trưa vui vẻ. Miền Nam con 52 và con 25 có cầu không? 52-25 em đánh cặp này song thủ đi Tây Ninh An Giang giùm anh đi. Tiến Thành 17 và con 01 có đài nào? 17-01 nó sẽ là Tây Ninh Bình Thuận, 17-01
Chào chị Phượng Kiều, like cho anh rồi. Cho em hỏi là con 2772. 2772 ngày hôm nay miền Nam cũng không có cầu là 2772. Chào chàng Yến Nhi nha. Tấn cho mình hỏi số 10 có không? 01, số 10 01 có cầu nha. Chào Nhung Nguyễn, 99 hôm nay có cầu không anh? 99 là có nha, anh mua vé số luôn rồi, cầu thì không có, hôm tư quán là không có, nhưng mà vé số là thị trường nó có, đài của thằng An Giang, đúng đài luôn. Đúng đài của thằng An Giang luôn nè. Nó trễ 2 ngày, 2 ngày 3 ngày của thằng An Giang. Đúng đài của nó luôn đó. Thế này 3 ngày chồng cây nghiệt không? 8668 86 miền Bắc còn 76 hôm nay đánh, nhưng mà anh chị đánh không đánh mạnh được nha, nó vẫn có lô đấy, nhưng mà theo tướng thì nên đánh tăng tiền là hay hơn. Còn 86 thì ở miền Bắc chúng ta vẫn có cầu. Like cho rồi cho mình hỏi một con ba đài đấy, con 93 đi ba đài đấy. Cô like cho Tuấn rồi, con 1994 đài nào? 1994 thì ở Tây Ninh An Giang là 1994. Chào Saja, cô like cho Tuấn rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cả nhà chiều nay tài lộc được rỡ nha. Rồi, cho con mèo lên luôn, cho con mèo lên luôn. Chào Vân Lưu, Tây Ninh hôm nay chạm mấy? Tây Ninh thì ngày hôm nay chúng ta có chạm 4 và chạm 9, 84, 19 là đầu đuôi. Chào Hiền, chị La rồi, con 24 có đài nào? 24 thì chúng ta sẽ là An Giang Bình Thuận là 24, 52 hôm nay đi của thằng An Giang dùm Tuấn. Chị La rồi, 02 có cầu không? Trời ơi chị Nguyễn Hồng, không mà chị cứ hỏi em cái con 02 đài nào em cứ trả lời chị, nãy giờ chỉ có một đài duy nhất em chứ không, chị hỏi em trả lời chị hoài luôn, chỉ có một đài thôi. Chị hỏi em là 02 đi đài nào vậy, chứ chị biết đài nào mà chị ghi, mà em cũng nói với chị rồi, em nói là An Giang con 02. Chị ơi là chị bên chị nghe em nói rõ không? Chị Hồng ơi, Nguyễn Hồng. Còn nếu chị không có chị thoát ra đi, rồi chị vô la lại em trả lời lần nữa là em không trả lời nữa đâu nha. Chứ nãy giờ chị hỏi liên tục con không ai, em biết rồi, chị hỏi đài nào em trả lời cho chị từ đài mà. Rồi miền Bắc con 22, miền Bắc có 22. Anh ơi, con 19 và con 59. 19, 59 em đi Tây Ninh giùm anh. Thuận Công, cảm ơn bạn, chúc buổi trưa vui vẻ tài lộc được rỡ nha Thuận Công. Cảm ơn Hiếu nha. Cho em hỏi là con 39, 39 hôm nay bên Tuấn không có cầu mà có 93. Nếu em đến 39 em đi An Giang Tây Ninh giùm anh ha. Còn 52 thì ngày hôm nay đi An Giang gì mà. Rồi cảm ơn Hiếu nhiều, chúc cả nhà vui và tài lộc được rỡ ha. Tỏ tim như mạnh mạnh cái cho nó sung sung đồ lên anh chị. Cả tim đồ lên. 54 và con bộ 51. 54 51 nó sẽ là Tây Ninh Bình Thuận. Chào Quyền. Chào TN. An Giang chạm mấy? An Giang chúng ta có chạm 8 và chạm 5. 63 ngày hôm nay nó đi Tây Ninh là con 63, cặp này là cặp song thủ của miền Nam nha anh em chị ạ. Chào Huy, chào Khoa Lan, chào Khoa Trần. Em bữa nay em không biết luôn, chào chị lì xì cho em luôn hả? Chiều nay nổ banh nóc rồi lì xì cho em chưa muộn chị ạ. Cảm ơn Quyền nha, cảm ơn bạn Thu Quy rồi Khoa rồi, nhớ Nguyễn rồi Văn Tài, chào bạn Văn Tài nha. Hạng Lê 88 hôm nay nó đi lại của đài của thằng An Giang là kép 88. 79 hôm nay miền Nam nó sẽ là An Giang con 79. Út Nguyễn Mỹ Tiên con 40 47, mạnh đài nào 47, miền Nam bên Tuấn không có cầu là 47. Chào Phước Tấn nha, chào Nhung Võ nha, chào Thế Anh, Thế An 45 hôm nay con 45, anh chị đi An Giang dùm Tuấn là 45. Con nuôi miền Bắc đi, miền Bắc lấy 14 nuôi đi, xem dùm anh
xem dùm 2992 miền Nam, bên Tuấn có con 29, nó nằm ở đài của thằng Bình Thuận là con 29. 34 đi đài của thằng An Giang là 34, Kiều Quang Hà Nguyễn, chị la cho Tuấn rồi, chào Thu Phạm. Anh Nguyễn 96, ngày hôm nay nó đi hai đài Tây Ninh An Giang là con 96, cặp này nó đi 5 con á của Tây Ninh An Giang á. Ngày hôm qua thì nó đi đầu đuôi của thằng An Giang mà nó không về. Ngày hôm nay Tây Ninh An Giang đều bắt 6 5 con 6996 này. 71 là An Giang không có mà nó nằm của Tây Ninh Bình Thuận là con 71. Giá số nó cũng 71 của thằng Tây Ninh luôn. Anh chị ơi, chú ý dùm trả lời rồi mà không nghe mà cứ xuống hoài thời gian quá. Hàng trần 80 08 có không em có nha anh chị nha. 0880 của miền Nam chúng ta hai đại Tây Ninh An Giang. Chào Diễm Nguyễn nha, mời cả nhà uống nước. Kép 55 chạm máy rồi anh. Kép miền Nam chạm máy à. Miền Nam chạm máy. Miền Nam thì hôm nay nói chung với anh chị là chạm 8 và chạm 5 nha. Nói gì nó có hai đài rồi. À, bạn Chí Đặng, chào Hậu Quang. Cho em cặp Tây Ninh An Giang đi. Một cặp hả? Một cặp thì em lấy 20 lấy 9339 đi, Tây Ninh An Giang. Cho hỏi là con 12 thì bên Tuấn đi An Giang, 12 nó không cầu nhưng mà Tuấn lót cho anh chị là An Giang, 21 của Bình Thuận rồi. Cho hỏi là đài nào? 0146 của Bình Thuận. Miền Bắc có con 98 không và con 32 không? 98 32 có miền Bắc nha Thi Hạnh. Hai đổ cho Tuấn lai rồi, con 38 78 thì nó sẽ đi Tây Ninh Bình Thuận là 78 38. 01646 miền Bắc. Chào hai tướng la cho rồi, con 3878. Hai không miền Nam bên Tuấn không có cầu bạn Hải Hồng, nó chỉ có con 02 của thằng An Giang. Ở Phước sau không thủ lô, em đọc thủ lô miền Nam. 1661 cặp này đi An Giang Bình Thuận giùm Tuấn là 1661 37 và con 60 của miền Nam. Miền Nam con 60 thì ngày hôm nay bên Tuấn nó sẽ không có cầu là con 60, còn con 37 nó sẽ là An Giang là con 37. Miền Nam 37 60 37 là có. Chào gia vào Phạm nha, Phạm vào. Chào Kiều Văn, 34 đi đài nào? 34 của thằng An Giang. Mỹ Hương tặng anh một like buổi trưa vui vẻ nha. Chào Út Nguyễn, 70 70 thì ngày hôm nay đi An Giang giùm Tuấn một cặp song thủ luôn đi. 0770. Thảo Ngọc, 78 miền Nam có cầu là 78. 75 có 75. Bữa nay 0770 đài nào đi mạnh thì chúng ta sẽ là An Giang là mạnh nha. Cô lai cho rồi, 8998 miền Nam có kèn có miền Bắc không? 9889 miền Bắc có nha cô. Cô lấy kèn của miền Nam là kèn 589 nha. 598 mà chúng ta có đi nằm Bắc luôn, chiến luôn kèn 1. 45 đi đài của thằng An Giang. Chào anh 10 nha, chúc sức khỏe. 05 68 05 thì chúng ta sẽ là An Giang là 05, còn con 68 thì bên Tuấn không có cọc. 76 và con 24, 76 thì bên Tuấn không có, còn con 24 thì An Giang Bình Thuận là 24. Chào em Tiền YouTube nha. Chào em Tiền. 17 hôm nay nó sẽ là đi của thằng Tây Ninh là con 17. Chào Quyền Ngọc, like cho rồi. 36 miền Nam nó sẽ là An Giang, một cặp song thủ của Tây Ninh là 3663.
chào bé thơ nha, sao cười ra nước mắt luôn rồi. Cảm ơn bạn nha. Em hỏi nãy giờ không thể trả lời Thảo Ngọc, hồi nãy bạn hỏi gì bạn cho hỏi lại dùm Tuấn đi. Nhầm khi Tuấn trả lời nhưng mà Tuấn không đọc cái tên của bạn ấy. Tại đang 78, trời ơi là trời, bạn Thảo Ngọc ơi, 78 nãy giờ mình trả lời cũng khô cũng cổ luôn á, 78 của thằng Tây Ninh bạn. Khổ quá. 78 là có cầu nha. Tưởng hỏi con số nào, con số 78 thôi, mọi người hỏi khá là nhiều luôn á. Bé Ngọc ơi, bé chiều nay là bé lấy tiền. Bé lên lớn một tí nha. Vinh Tán 08, hôm nay 08 thì miền Nam chúng ta đi của thằng Tây Ninh, An Giang là 08, một cặp song thủ An Giang là 0880. Cho em kép đi, cho em kép 55 chạm mấy. Ủa là sao An Giang kép 55 mà chạm mấy? Kép 55 là có, còn chạm của thằng An Giang bà hỏi mà cũng đỡ người luôn. Chạm đó cũng là chạm 8, chạm 5 luôn em ha. 39 đi của thằng An Giang, 39 giùm anh. Lót 93 cặp song thủ, không đánh lời rồi nha. Con 48 và con 81 bên Tuấn không có cầu, có 18 của thằng An Giang. 48 thì không có, có 84 của thằng Tây Ninh. Lót lại giùm Tuấn là 48. Anh cười sắc xỉu quá. 00 đi đài An Giang là 00, xem giúp miền Trung 07, 07 có, 42 thì miền Trung chúng ta. 07 miền Trung thì có nha, còn con 42 của miền Trung ngày hôm nay bên Tuấn không có cầu là 42. Cho em một con miền Bắc, em thua miền Bắc là miền Bắc. Trời ơi, anh cho em một con miền Bắc đi, em thua miền Bắc một con. Sao? Cho em một con miền Bắc đúng không? Em chắc chưa? Vui vẻ đúng không? Ok, lấy con 95 đọc. Còn lót hay không là quyền của em nha. Hành khách. Rồi Hồng ơi, con 0220 là 02. Nữa là không nghe làm có nhau hoài. Diệu Đen, Khôi Nguyễn 84-84 của thằng Tây Ninh. Tới con 95 của miền Bắc đánh đi em. 84 là An Giang nó không có cầu nha. Khôi Nguyễn ơi, nó nằm ở Tây Ninh. Bạn đánh thuận dùm Tuấn. Chào Phúc Hồng, Phúc Thái 59-95 miền Nam chúng ta không có cầu. Cặp này thì đánh là đánh Tây Ninh An Giang, nhưng mà cầu không có nha. Cầu đang cầu trễ 3 ngày á. Còn ở Tây Ninh thì nó là 59, còn ở miền Bắc là 95. Cặp này thì nếu anh chị thích thì chúng ta te thử coi nó thế nào. Bữa nay em xin, bữa nay có xin gì anh chị, xin lọc không hả? Có xin số không hả? Bữa nay có số xin không Tuấn, là sao em không hiểu chị dọc. Hôm nay buổi trưa thì em chốt mà, bữa tối thì giữ lại lọc xong anh chị nha. 71, 17, 71 có nha. Và con 12 thì chúng ta 17, 71. Cái câu của bạn nếu mà đi, chúng ta sẽ đi Tây Ninh ba đài ấy. 71, 17, 71 Tây Ninh một cặp song thủ. Con 71 nó đi hai đài, đó là Tây Ninh Bình Thuận. Con 12 đi An Giang. Miền Bắc con 99 được không? Có, kép 99. Nhưng mà anh chị lưu ý là nó đang kèm với nhau con kép 99 nha. Để tôi nói anh chị, để anh chị có cái nhìn tổng quát. Nó đang kèm với nhau là con 97, 97, 98 của con kép 99 nha. Anh chị lưu ý giùm em. 39 thì đi An Giang giùm Tuấn nha. Miền Trung con 24 thì bên Tuấn không có cầu, anh Phạm Sơn ơi. Để đứng coi lại cái, để mắc lọt anh chị hết. Ngày hôm qua miền Nam chúng ta đi con 27, nó về miền Trung là 72, về miền Bắc con 27, anh chị thấy đau đầu không? Ở miền Trung bên Tuấn không có cầu. 39 thì không biết là kêu sao luôn. Văn 39 đi của thằng An Giang nhìn Tuấn nha. Cặp này là cặp song thủ 3993. 69 hôm nay nó đi tới hai đài, đó là Tây Ninh An Giang. Cặp này là cặp song thủ luôn. Em thua con 76 5 ngày rồi nhỉ. 5 ngày em đi con 76. Sao em không đi nữa mà em ngưng vậy? Đánh đi.
nó còn một hai ngày nữa nó nổ rồi em mở, tao lỡ hôm nay nó đen là sao? Nó cầu đó ban là ngày hôm qua ngày kia anh đã nói với em là cái cầu đó là cái cầu một ngày bữa anh chốt rồi, nó vô cái lô đẹp rồi, rồi xong nó lại vô lô trễ, rồi xong là nó vô một cái lô là khó chịu trễ mấy ngày, anh có nói rõ mà, cầu đó chúng ta không đánh ăn liền được, hiểu không? 6996 là của thằng An Giang Tây Ninh. À, không phải mình chú lắng nghe nhưng mà số mình hỏi không nghe trả lời, Ngọc Yến tưởng là không tưởng nghe nhầm. Ôi không có gì đâu, không nghe thì cũng trả lời lại mà, có gì đâu mà bàn qua bàn lại mắc vui nha. Rồi Tâm Thùy Hiện Chế ơi, cho Chế hỏi là con 4949 bên Tuấn không có cầu là An Giang còn 94. Anh chị nào mà Tuấn trả lời không kịp hoặc là nghe không rõ cứ trả lời lại hỏi lại nha, rồi nghe cho kỹ dùm Tuấn nha. À, cảm ơn anh chị ủng hộ kênh cũng như là chia sẻ đăng ký like vui vẻ lên tài lộc về. Chuyện nhỏ thì chúng ta không nên xé ra to, mà chuyện to chúng ta nên hòa giải cho nó thành chuyện nhỏ, chuyện bằng không nha. Chơi môn này thì anh chị cũng biết rồi, gắng cố gắng ai cũng có cái tôi cũng rất là lớn, Tuấn cũng hoài nhằm khi Tuấn nhịn không có cái tính muốn ồm lên thôi, không có chuyện gì đó. Trời thì cũng có lúc nắng lúc mưa mà, chừng nào ông trời nắng không cũng không được, mưa không cũng chịu nổi, nên thôi vui vẻ đi. À, chào Hồng nha, 51988. Mười bốn là đài nào? 14 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi An Giang là con 14 nha. 41 là của thằng Tây Ninh. Chào Linh Ngô nha, la cho rồi. An Giang con 20 An Giang chúng ta không có 20 mà nó có 02. Chào chàng Yến Nhi. À, chào tướng số 10. Hôm nay chàng máy số 10 thì hôm nay chàng 8 nha, cho hai đài của Tây Ninh Bình Thuận. Lót con 01 cũng là con số 10 vô luôn đi. À, la cho anh Tuấn rồi, cảm ơn chàng Nhi nha. 09 hôm nay 93 miền Bắc, 93 của miền Bắc ngày hôm nay 93 thì ở miền Bắc chúng ta là 39, còn 09 thì không có cầu mà có con 90, bạn lót thuận cầu dùm Tuấn nha bạn Tuấn Anh. 2772 đài nào, miền Nam bên Tuấn thì không có 2772. Chào Đinh, chào Trung Mạnh nha. Chào Ngọc Hồng, cặp 8668 thì hôm nay bên Tuấn không có cầu là 6886, Bình Định có con 67 không em? Bình Định con 67. Bình Định thì ngày hôm nay bên Tuấn không có 67 anh chị ạ. Bình Định thì không có 67. Không ba đi của thằng An Giang là 003. Ok anh, em lưu ý giùm anh cái cả con 67 nha, ở 76 nha. Nếu em lót thì em cứ lót, còn cái khả năng của nó thì một là ngày hôm nay hoặc là ngày mai cái cặp cái con 67 76 này. Tại con 67 thì nó lô thì nó không phải là cái lô ngư dở dở, nó lọt bất tử lắm. Nghe kiểu như là em thấy như cái con 1991 của miền Bắc thôi, nó lọt con 91 trước. Rồi xong lọt con 91. Nó cứ như vậy đó. Thì em phải lưu ý cái cặp của em nha. Chín mươi chín miền Nam đời nào, xin càng luôn hả, xin càng lấy càng 399 đi, 399 lấy càng theo giấy số liền. An Giang ngày hôm không có, ngày hôm có sáng đi tìm nó liền chứ. An Giang con nào đẹp? An Giang hả? An Giang con 93 đẹp. Hôm nay 27 đi đời nào được anh? 27 miền Nam nó không có cầu nên anh không tư vấn được nha. 2772 còn 72 ngày mai, ngày hôm nay nó của thằng An Giang mà nó không có cầu á, em lưu ý giùm anh cái cặp mấy con mà không cầu chúng ta đánh nhẹ đầu đuôi chơi. À, Trung Mạnh la rồi con 464464 ngày hôm nay chúng ta không có cầu là 64 là có 46 của thằng Bình Thuận. La cho rồi, cảm ơn Trung Mạnh nha. À, chào Diệu Đan, cho chị hỏi là con 55 25 52 anh chị đi giùm Tuấn đó là tên An Giang đi. À, lấy con 95 em và con 76 luôn. Đá luôn đi, biết đâu ngày hôm nay nhớ là bao lô giùm anh, đá biết đâu kiếm được cứ 4 đại anh. Đúng không? Nếu mà bà cho cái thì chúng ta đưa cặp đá mà ăn được 2 con lô nữa thì khá là ngon. Còn nếu không chúng ta ăn được con lô thì chúng ta cũng đỡ nha. Liều thì ăn nhiều em, nhưng mà đánh cũng vừa sức mình nha. Chứ chơi mà đừng có để là chúng ta hụt hơi. Quýnh cái môn này mà anh chị biết quýnh làm sao, đừng có để hụt hơi, chứ hụt hơi rồi anh chị số nổ đùng đùng đứng đó ngó chứ không làm được gì ai cả. Tôi nói thật một câu như vậy, chơi mà hụt hơi là thà là ăn ít ăn lây ra ăn hoài,
Còn hơn là anh chị quýnh một phát một mà chúng ta một hơi rồi chúng ta chỉ thấy số ngồi nó tức chắc lưỡi thôi chứ làm gì nhau, đúng không? Lúc đó chửi cha tướng thì cũng như không rồi. Đó là anh chị lưu ý chơi cái môn này. Rồi chào Quang Dũng nha, like rồi con 87 rồi con 7 7 87 87 hôm nay nó là Tây Ninh nha, một cặp song thủ là 7887 của thằng Tây Ninh. Chào chị anh tướng cho em số 10 và 01 lấy càng là càng dùm, lấy càng 8 giùm anh nha bạn Thị Yến. 31 thì hôm nay Bình Thuận là 31 một cặp song thủ luôn á, 13-31 Bình Thuận cho 13 đi hai bài. 52 càng máy lấy càng 752-725 giùm Tuấn nha. Ở Khánh Hòa con 32 và con 20 có cầu không? 20 của Khánh Hòa. Khánh Hòa thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có 02 chứ không có 20. Ủa khoan, cái gì vậy? Bữa nay chúng ta Bình Định Quảng Trị Quảng Bình mà Bình Định ngày hôm nay chúng ta có 20, 02 của Quảng Bình. Chơi thì chết người ta luôn mà bé Huy. Còn 23-32 miền Nam, miền Trung chúng ta vẫn có cầu của thằng Đài, của thằng Quảng Trị Bình Định là 2332 nha. 20 cũng là cái cặp Bình Định là 20, Quảng Bình là 202. 49 miền Nam thì bên Tuấn không có cầu, nó có con 94 của Đài An Giang. Còn 4334 thì có cầu nha chị ở miền Nam ta. An Giang cho em một con, 91 con của thằng An Giang lấy con 70 như thế không. Rồi 29 còn anh chị nào đá thì chúng ta lấy 9370 đá luôn, chơi tới hết một chuyện luôn. 49 thì có 94 của thằng An Giang. Kiều Trang 29-92 hôm nay đánh lại của thằng Bình Thuận dùm Tuấn, nó có 29 chứ không có 92 nên là đánh đi, đánh lại cái cặp này biết đâu. Trời cho anh chị 3-4 lô một cái tới một chuyện liền chứ không phải giỡn. Đọc số miền Nam chưa? Miền Nam thì hôm Tuấn đã đọc rồi mà, đọc đuôi của miền Nam Tuấn đọc hồi hôm mà, 10 ngày Tuấn đâu có đọc đâu, chỉ đọc cùng chung rồi bắt thôi. An Giang con 39 rồi con 79 3979 là có nha bạn Kim Ly. Tuấn ơi cho mình hỏi sao nhắn tin không thấy trả lời. Tây Ninh con 97 79, Tây Ninh thì không có 97 nha. 79 là của thằng An Giang mà bạn Tý Quang này, hồi nãy giờ mình mới thấy bạn luôn ấy. Nãy giờ mình mới thấy bạn luôn ấy. Còn nhắn tin ở đâu? Trên Zalo hả? Hội Zalo Tuấn bận lắm, làm gì thông cảm đi. Còn ở trên nãy giờ mình mới thấy bạn nhắn tin cho mình 979 hồi nay của thằng An Giang nha. Tiến Thành 00 miền Nam và miền Trung có không? Miền Trung chúng ta có, còn miền Nam chúng ta vẫn có. Miền Bắc chúng ta vẫn có là kép 00 thì cũng 3 miền. Còn chào Di Gen nha. 59 thì và đi 3 đài được không? 59 hôm nay bạn đi lại đi đài Tây Ninh thôi. 68 ngày và cũng 70. 70 thì An Giang, 68 thì Bình Thuận không có cầu. 38 và 52 đi của thằng An Giang Bình Thuận. Còn 34, 43 thì có nha bạn ơi. Bạn Dũng Phạm, Phạm Dũng nè, Dũng Phạm có 3 lá. 71 của thằng Tây Ninh Bình Thuận. Bạn để là có 3 lá, mình thấy nghi nghi cái chùa gì ở ngoài đó nó thỉnh cái tóc Phật vậy. Bé Huy lai cho Quảng Ngãi con 20. Quảng Ngãi. Ủa là sao nữa? Ủa Nam lẽ mình bị lộn ta, nay 18 rồi đúng không cả nhà? Bé Huy Quảng Ngãi 20 và con 32 không anh. Ủa sao bữa nay là kỳ vậy? Bạn coi lại giùm Tấn coi, bữa nay là của Bình Định Quảng Trị và Quảng Bình, bữa nay là thứ 5, miền Trung là ngày hôm nay ngày 18 mà mọi người. Sao là Quảng Ngãi rồi Quảng Bình gì tùm lum ở trong trong đây vậy? Hôm nay Quảng Trị Quảng Bình. Bạn ơi, không có Quảng Ngãi. Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Bạn là mình khó hiểu. 73 là có cầu Tây Ninh là không có 73 nha. Miền Nam chúng ta có 7337 nhưng không nằm ở Tây Ninh. Bạn đánh thuận dùng Tấn nha.
An Giang con 15 và 51. An Giang thì chúng ta có 15, 51 và của Bình Tây Ninh làm tướng mơ hồ luôn rồi. 51, 51 miền Nam có nha bạn Khánh Quân. Chào 18, 81, 18 thì có, 81 thì không, 86 thì không, 96, 69 hôm nay có không? Có nha chị Hạnh Đỗ ơi, nó đi Tây Ninh với An Giang là 96, 69. Cặp này đi tới 5 con, có 2 đài á. Thí Ánh, Tuấn ơi con 74, bên Tuấn không có 74. Xuyên con 79, 70 của Tây Ninh được không? Con 70 thì Tuấn nó nằm ở An Giang, con 79 thì của An Giang, bà đánh thuận của bạn cũng được chứ không có gì, có cầu. Nó không trùng đài với bạn. An Giang Tây Ninh lụm bạn ơi. Ừ được, tưởng thì sao chứ. 79 và con 70 lụm luôn. Ái Liên cho Tuấn chút bữa hôm nay là ngày 18 ngày 10 tháng 3. Ủa này 10 tháng 3. Ủa là ngày Tây mà. Tính tính Tây chứ. 10 tháng 3 hả? 10 tháng 3 là cái ngày ngày âm mà, ngày âm lịch mà. Còn ngày Tây chúng ta hôm nay là ngày 18 mà, Tuấn xài ngày Tây chứ đâu ngày ngày âm lịch đâu, ngày dương lịch mà. À, chị Ý Liên chúc là ngày hôm nay là 10 tháng 3, chiều nay tài lộc rực rỡ nha. Cảm ơn chị. Rồi chào Thanh Thủy, Kiều Tràng, chị Lai rồi, tính về luôn nha. Cảm ơn chị. Chị Ý Nguyễn 3443 đài nào đẹp, An Giang đẹp. Nó một cặp luôn á. Chào Thí Tướng Lai cho rồi chạm máy An Giang. Chúng nay hôm nay chúng ta chạm 8 và chạm 5. Chào Phương Phương, chào Phương, chào B Châu. 7 tăng 1 like, 7 tặng anh 1 like. 79 Tây Ninh, 79 thì không có Tây Ninh mà nó An Giang là con 79. Chào Thanh Thủy, 98 89 là có cầu. Chị Hạnh, chị chào Tuấn, chào chị Hạnh nha. Thiên con 28 và con 28. 28, 99 được không? Lụm. Bạn xin đài nào? 28, 99 là của thằng An Giang. Đó. Bé Bơ 65 và con 53. 43 Tây Ninh, Tây Ninh không có 43, 53. Còn 65 thì nó không nằm ở Tây Ninh. Nó nằm của thằng An Giang Bình Thuận, cầu của bạn Bé Bơ là nằm tại An Giang Bình Thuận. À, xuống lai ăn dỗ Hồng Dương Tấn ơi, em giờ em đâu có đi ăn dỗ luôn. Em lo đi cài cấy, em cài chứ em không có tiền em đi ăn dỗ chị ơi. Để ông cho em cái lọc chiều nay rồi tính tiếp chị. Em có ăn dỗ được thì cũng phải là ít nhất là 18 giờ, trên 18, 19 giờ mới có thể ăn. Không cho em cái lọc. 363 của An Giang, 363 An Giang. Tây Ninh là 363, còn 36 là của An Giang. Nay là dỗ tổ Tuấn. Bé Vy em hỏi Quảng Ngãi là con 32 với con 23, không anh. Ủa nay sao lại là Quảng Ngãi em? Khoan để anh coi, nó Quảng Bình, Quảng Trị, mà sao cứ Quảng Ngãi hoài vậy? Không lẽ anh bị lộn? Bữa nay là 18 tháng 4 mà. Hôm nay thứ năm nữa, đúng rồi. Hay sao mà Quảng Ngãi? Nó Quảng Trị, Quảng Bình, Bá Quy à. Em là em hách não anh ghê luôn ấy. Mọi người xác nhận lại giùm cái mọi người. Cả nhà họ. Mất thời gian quá bé Huy ơi. Ở đây anh chỉ có hôm nay là ngày 18 tháng 4 là thứ năm nha. Của miền Trung chúng ta là ba đài Bình Định là tới là Quảng Trị và Quảng Bình. Còn ở đâu mà Quảng Ngãi? Quảng Ngãi là như là ngày hôm qua thì phải á. Ngày hôm qua cũng có luôn, ngày hôm qua là ngày 17 là của Đà Nẵng, Khánh Hòa mà. Thì tại sao ngày hôm nay là Quảng Ngãi? Nó khó quá bỏ qua đi, anh không có thể nào trả lời được cái câu hỏi của bé Huy. Cho bạn Mai Ngô cho hỏi là 09 và con 33, 39 Tây Ninh, 39 thì không có Tây Ninh.
Tây Ninh là 93, còn 09 thì nó nằm ở Bình Thuận. Cầu của bạn cầu nghịch. Chào Ngọc Yến, chào BJK 49 94 94, thì hôm nay nó sẽ là An Giang. Còn 49 thì bên Tuấn không có cầu, lót Thuận dùm Tuấn. 52 số 10 An Giang, số 10 không có An Giang, 52 thì có An Giang, số 10 thì Tây Ninh Bình Thuận. Nó bị Tuấn ơi cho mình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn Vũ Ngọc Ngô nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn nhiều sức khỏe và tài lộc rực rỡ nha. Em ơi cho chị hỏi bữa nay là con 6996 đi đài nào được? Nó hôm nay nó bắt tới hai đài Tây Ninh An Giang á chị. Cặp này nó đi cặp trong thủ, đều đồng cơ với nhau cả. Em không tắt được nha chị. Chị đánh thuận cầu giùm em cái. Ở Tây An Giang thì con 96 là 69 đang là cái lô khó chịu. Nhưng mà ở đây nhà đài nó vượt qua là con lô đầu đuôi. Ở Tây Ninh nó cũng vậy. Ngày hôm qua nó cũng chốt đầu đuôi mà nó không về. Ngày hôm nay còn chốt đầu đuôi. Và Tây Ninh cũng chốt đầu đuôi. Nó khó xử cho em cái cầu này. Chào Phúc Lê nha. Cho em một con đánh đi hai đài đi anh. 93 đánh hai đài giùm anh. Like cho em rồi miền Bắc là con không... Miền Bắc là 79, 68, 8, 38 có cầu không? 38 miền Bắc có nè, 69 có nè, 79, 97 là xong cửa thủ, 68, 86 miền Bắc hôm nay vẫn có cầu, nhưng cầu sôi khó chịu. Là thứ 7, Quảng Ngãi là thứ 7 hả? Nó nay mới thứ 5 mà. Bạn Quy nãy giờ bạn hắt não mình hoài luôn, cay nghề kịch chứ. Hôm nay FPT mai em lộn đài rồi Tuấn ơi. Mấy em lộn đài rồi Tuấn ơi. Em lộn thì chịu thôi chứ hôm nay thứ năm mà nó về của thì thứ năm ở miền Nam chúng ta là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận là đúng rồi, Quảng Ngãi. Hôm nay chúng ta có 3 đài đâu có Quảng Ngãi. Ủa đài của Quảng Ngãi đâu? Miền Nam hôm nay, miền Trung hôm nay nó là của thằng Bình Định mà Quảng Trị và Quảng Bình mà sao lộn là lộn sao? Nó nay ngày 18 mà chứ nó phải là ngày 18 tháng 4 đúng không? Bữa nay thứ năm mà sao gọi là lộn. Bên em ngày nào nó sẽ ra ngày đó, máy phích về ngày đó chứ nó không có nghĩa là nó theo ngày chứ nó không phải là đi trước ngày của người ta được. Thôi chơi ngại quá, khó quá bỏ qua. 68 miền Nam bên Tuấn không có cầu nha anh chị. Không biết đừng có hỏi thời gian mất người khác. Cho mình hỏi nhiều sức khỏe may mắn. Cảm ơn Phải Trần. 81, 83 miền Nam bên Tuấn không có. Nó có 38, 18 đánh thuận cầu dùm Tuấn nha. Đặng Thiền Võ ơi. Cho mình hỏi là 0330 0330 thì nó đi ở Tây Ninh An Giang là 0330. 68 Tây Ninh bên Tuấn không có cầu, em cho con đánh miền Bắc đi. Lấy 95 miền Bắc đánh đi. 73 miền Nam, 73 miền Nam là có đài của thằng Bình Thuận là 73, 37 của thằng An Giang. Tuấn đúng rồi. Tiến Thành 21 và con 52, 21. 21 52 nó sẽ là An Giang Bình Thuận là 51 hay nó 51 2. Ủa lộn xin lỗi, 52 và 21. Chào Tiến Thành, Tuấn Tài. Tuấn ơi miền Trung con 74, bên Tuấn không có 74, 545. 74, 74, 45 của miền Trung. Miền Trung 45 thì ngày hôm nay nó sẽ đi của Quảng Trị, còn 54 là của Quảng Bình. Cho em hỏi là like cho em vào trễ. Cảm ơn chị Kim Anh, Vũ Tấn. Tấn Tam Hoàng 79 hôm nay có cầu của thằng An Giang, miền Nam chúng ta có, miền Trung cũng có một con nằm cổ đầy của Bình Định. Còn ở miền Bắc chúng ta là song thủ, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Ok Út nha. 55 hôm nay có cầu đi hai đài của An Giang, Bình Thuận là kép 55. Diệu Đen chị hỏi thêm 74, 47. Miền Nam bên Tuấn không có cầu là 47, 74. Ngày hôm qua thì chúng ta là con 47 của đài. Nếu đi lại đó sẽ là đài của Tây Ninh đấy. Số 19, 90, số 10, 90 có cầu không em? 90 miền Nam bên Tuấn không có cầu mà nó có 09. Còn con số 10 là có Tây Ninh Bình Thuận, con số 10 09 là ở Bình Thuận luôn. Cho mình hỏi 50
50 thì nó đi Bình Thuận là 50, có cầu nha, con 5 là nó sẽ là An Giang. À, Kiều Trần hôm nay là thứ 5, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. À, miền Trung là Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình là 89. Đài nào 89 của thằng 89 là của thằng Quảng Trị á, mà Quảng Trị con 89 này nó cũng chưa có đẹp lắm anh chị nha. Sợ nó lộ ẩu thôi chứ còn 89 của thằng Quảng Trị này nó chưa có đẹp. Em nghi là tắt nó nằm tới ngày thứ 7 sau á. Cầu của nó là con 89 này. Mười tám miền Nam chúng ta có cầu con số 10 là có nha. À, Tiến Hà à, like cho rồi con 99 và con 3366 mạnh không, 3399 giá số thì chúng ta có con kép 99 của thằng An Giang, còn con 66 là của thằng Bình Thuận, 33 thì bên Tuấn không có cầu. À, chào đi. 24 nó đi của đài An Giang Bình Thuận là 24, cặp này là cặp song thủ ba đài ấy. 01 10 là đài nào đẹp? 01 10 là của thằng Bình Thuận đẹp. À, An Giang có con 18 không? An Giang có 18. À, 79 thì nó nộp có cầu 79 nha thì ok. À, em ơi miền Bắc con 8998, hôm nay miền Bắc có một cặp song thủ 8998 và 7997, cặp hôm nay là khá là nhiều, nó bắt cầu khá là nhiều luôn á. À, 76 miền Bắc, 76 miền Bắc 76 mà không đánh thẳng được nha, sợ hôm nay nó lọt ẩu thôi, còn nếu không thì ngày mai nó mới đúng ngày của nó là nha. Con 76 này anh chị đánh 76 thì lót 67 dùm Tuấn nha. Cảm ơn Út Bùi nha, Bùi Út. À, miền Trung là con 98 có không? Không có con 98 nha bạn Hải Trần. 73 thì hôm nay có cầu là Bình Thuận là 73. Chào Út. 55 có cầu đài nào đi của thằng An Giang Bình Thuận là con 75, còn con 91 của thằng Tây Ninh, cặp này là cặp song thủ 71991 của thằng Tây Ninh nha. À, Tây Ninh con 75 có 75 nha bạn Hiền, cái cặp này của bạn là không đi được, có một con độc thủ nha, nếu bạn liều ăn nhiều cái này là nó là song thủ 7557 của thằng Tây Ninh An Giang, một cặp là 7557 của thằng Tây Ninh. À, miền Trung cho hỏi 63 và con 23. 23 của miền Trung chúng ta có cầu, còn 63 của miền Trung. Miền Trung con 63. 63 miền Trung chúng ta nó sẽ đi, đó là đài của thằng Quảng Bình là con 63, còn con 23 nó đi Quảng Trị, Quảng Bình là 23 nha anh chị. Nói xin lỗi anh chị, 23 ngày hôm nay nó đi ba đài của Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, 63 là của Quảng Bình. 55 là 66 có cầu không? 55 66 là của thằng An Giang Bình Thuận có cầu. Miền Bắc 6886 cặp này có, con 6886 có, nhưng mà 68 đang là cưa khó chịu nè. 55 66 là có nha. An Giang con 72. 72 thì nó không có cầu 72, 37 là có. 75 thì có 57. Ha bạn TRT. TCD. Miền Bắc có 93, miền Bắc thì không có 93 mà có 39 đi cầu ngược với Tấm Tài ơi, số 10. Số 10 của miền Bắc ngày hôm nay nó lại là 01 chứ không có số 10, lót lại giùm Tuấn nha. 19 của miền Bắc, 19 miền Bắc, miền Bắc hôm nay có 19 91 và con 3993 không. Miền Bắc 1991 có còn một cặp song thủ, còn con 39 là có, 93 thì không. Like cho rồi. 95 và con 85. 95 của miền Nam thì bên Tuấn không có cầu, còn con 85 miền Nam chúng ta chỉ có con 58 của thằng Bình Thuận là, của thằng Bình Thuận là 58. 85 bên Tuấn không có. 59 miền Nam, nếu anh chị đánh con 59 này nó cầu đang trễ 3 ngày của thằng Tây Ninh. À, cô like cho con rồi, cho một con nhé. Cô hỏi con thăm là 43 của thằng An Giang và có cô cặp này là song thủ của An Giang là 4334 á. À, con 0440, 0440 miền Nam thì bên Tuấn chỉ có con 04 của thằng An Giang thôi, 40 bên Tuấn không có cọc. Miền Trung con 54 miền Trung có nha bạn Việt Nam. À, thu hàng miền Bắc hôm nay 35 và con chép 33, con 3553 và con 3883. 38 miền Nam, miền Bắc chúng ta có,
con 53 miền Bắc chúng ta có nè bạn ha. Rồi ok Hạnh nè, ok Hạnh Nguyễn nè, chị Hạnh Lộc Ngô. Cũng cảm ơn anh chị rất nhiều, hãy co lại điện thoại mình like chưa, like cho Tuấn một like là một cái động lực đi anh chị. Tuấn tư vấn số, anh chị lưu ý dùng. Đây là những con số mà Tuấn tham khảo cho anh chị nha. Số chúng ta chỉ là tham khảo trước giờ quay thôi. Còn quyết định như thế nào đó thì như anh chị là người quyết định nha. Tuấn chỉ hỗ trợ cho anh chị, cố gắng hết mình với anh chị nha. Còn số và lọc xâm thì lọc xâm là lọc tâm linh, nên thành ra chúng ta cũng được cái là tham khảo ba miền được. Nên thành ra là chúng ta có một chút là vừa được tâm linh mà vừa được cái tham khảo. Còn anh chị nào mà đang học tâm linh luôn thì anh chị tham khảo cái con mà 68 dùm Tuấn. Còn là ở cái lọc xâm cũ nhất của chúng ta là con 93, thì hôm nay 93 ở miền Nam chúng ta khá là đẹp cho hai đài, đó là Tây Ninh, An Giang đó. Anh chị xin Tuấn cho 93 luôn nha. Còn 86 thì Tuấn không thấy, không bắt ổn quá. Lọc xâm thì khó chịu. 96, 69 nó đi hai đài, còn chị Hạnh à, Tây Ninh, An Giang đều bắt đầu đuôi hết 5 con luôn, thành ra Tuấn không tắt được. Còn nhưng mà Tuấn có thể nói thẳng với anh chị một câu như thế này, đó là 96, 69 của thằng An Giang đó là lô gen cực kỳ đại, nó là như vậy. Nhưng hôm nay nó dục qua là lô về đầu đuôi đặc biệt, như ngày hôm qua cũng vậy, nhưng mà nó không về. Ngày hôm nay lại Tây Ninh nó bắt cũng đầu đuôi đặc biệt, Tây Ninh cũng vậy. An Giang con 44, An Giang chúng ta có 44. Ổn không Tuấn? Hôm nay em thấy nó cũng khá là ổn đó. Vô theo đường cầu thì cũng khá là ổn. Còn cái lô gen thì em chịu. Tây Ninh, miền Nam Tây Ninh con 51, có 51 cho bạn luôn. Tuấn cho mình hỏi số 10, không miền Nam và 01. 01 số 10 là nó sẽ đi hai đài Tây Ninh, Bình Thuận nha. Bạn Trần Thị Yến Nhi. Tặng em một con ba đại đi, em lấy con 93 đi ba đại đi. 71, 17 có miền Nam không có nha Xuyên Diện ơi. Nguyễn Gấm miền Nam con 27, 72. Nếu mà đánh con 72 này chúng ta sẽ đánh An Giang, còn 27 đánh lại Bình Thuận nha. Hạnh Ngô bữa nay số 10 luôn đó nhé. Chốt số đi Tuấn, nay là có gì lộn, gì lộn là sao bé Huy? Chốt đi anh, nay em lộn. Em hát não anh muốn xỉu luôn. Rồi em cảm ơn em nhiều, cuối cùng anh cũng được minh quang. 34 có cầu nha, An Giang là 34. 42 đi 3 đài được không? 42 chúng ta là có 3 đài rồi, 2442 hôm nay là 3 đài ấy. 24 nó đi cầu như thế này nha. 42 nó là Tây Ninh An Giang, còn 24 là An Giang Bình Thuận. Anh chị nay Lộc Hạ Ngô, miền Bắc có con 32 không? Có bạn Đạt ơi, ngày hôm qua thì là 23, ngày hôm nay là 32. Anh chị lưu ý cái con 27, 72, 32, 33 nó cũng gần nhau quá anh chị. Dòng họ của nó sát đích nhau quá. Ngày hôm qua đi về 27 rồi đó. Mà nó con 33 thì như nó cũng đã về rồi. Anh chị lưu ý dùm con 32, 23 này dùm em ha. Cầu thì em không có sôi. Cái con 3223 này nó không có thời gian nữa, không có thời gian mà phân tích cho anh chị. Nếu mà có thời gian á thì Tuấn sẽ phân tích từ con của anh chị nó dễ không, anh chị dễ chơi không. 77 với con 99 thì hôm nay 99 có, còn các 77 á, miền Nam các 77 miền Nam bên Tuấn không có cầu. 26 và con 62 đi miền Nam chúng ta đi Bình Thuận luôn một cặp luôn hay. 51 Tây Ninh càng mấy, 51 thì ngày hôm nay đi Tây Ninh anh chị lấy dùm Tuấn càng 751 và 715. Hôm nay càng 7 khá là nhiều luôn. Mỹ Tiên cho đâu mà thấy em không nhớ anh nè. Mỹ Tiên 26, 62 miền Bắc. Miền Bắc hôm nay có con 62 anh chị ạ. Lót cò lại dùm em nha. Hy vọng là ngày hôm nay dỗ tổ chúng ta tài lộc rực rỡ luôn anh chị. Chúc anh chị là nhơn nha, nhơn ba miền đi. Ngày hôm qua chúng ta hơi hiu hiu. 23, 32 có rồi, còn con 32 nữa. 23, 33 có rồi, còn con 32 nữa. Vậy là 32 hôm nay, 32 nó có bắt 32 nè. Miền Bắc hôm nay có bắt 32 chị. Còn miền Nam chúng ta vẫn có con 23, miền Nam 23. Ngày hôm qua thì nó 32, chứ còn ngược. Quảng Bình 32. Quảng Bình là 23.
11 miền Bắc có 11. 11 nó đang lọt vô cái lô khó chịu, nhưng mà lô đánh nhiều ngày hôm nay vẫn có chốt con 11 cho anh chị các 11 của nó. Ở 11 11 ngày hôm nay nó vô cái lô khó chịu của miền Bắc rồi anh chị nha. Miền Nam con ba đài là con 19 có không? 19 là có. Quảng Trị 07. Quảng Trị có 07. 7 miền Bắc 77, 37, 47, 47 miền Bắc lô gơi, 37 miền Bắc thì chúng ta có cầu. Còn con 47 miền 77 miền Bắc bên Tuấn không có cầu. 42 càng mấy? Miền Nam con 42. 42 thì ngày hôm nay cái càng của 42 đó là càng 942 nha. Like cho em rồi, con 70 và con 70 30 đài nào? 70 30 thì anh chị đi Tây Ninh An Giang, 70 là An Giang, 30 là ở Tây Ninh. Quảng Trị hôm nay 11. Quảng Trị hôm nay có 11. 11 hôm nay nó đi tới hai đài của miền Trung chúng ta, Bình Định, Quảng Trị nha. Miền Bắc con 14, 14 hôm nay bạn chị đi đánh con 14 và con 95 được nha chị nha. Nhưng mà con 14 chị không được đá. Nếu mà chị yêu thích thì chị cứ đá, nhưng mà đá nhớ bao lô. Có con 14 này đừng có đánh mạnh ha, không vừa sức. Còn con 91 chị đánh tùy. Ok chị Hạnh, hôm nay thì lọc bao lô con 500 nha. À, miền Bắc hôm nay con 31, 13, 31. Miền Bắc hôm nay 13, 31. Hôm nay cái miền Bắc con 31 vô lô khung, lô khó chịu của miền Bắc con 13. Thì hôm nay miền Bắc bên Tuấn không có cầu là con 13. Bốn mươi hai có cầu nha bạn Học Thái ơi. 37 73 miền Nam chúng ta có cầu. À, chốt đi em. Quảng Trị Tâm Nguyễn chào Nguyễn Phách của bạn Dắt chào uống nước. Quảng Trị cô cho cô hỏi là 42. Quảng Trị 42. Quảng Trị thì bên Tuấn không có 42 cô ạ. Miền Trung quá vẫn có cầu nhưng không nằm ở Quảng Trị. Xin một cặp Tây Ninh. Cặp Tây Ninh thì ngày hôm nay anh chị đấy con 93 đánh đi. Em chỉ có một con thôi chứ không có một cặp của thằng Tây Ninh. Còn nếu ở đấy một cặp chúng ta lấy con 5775. Đúng rồi. Miền Nam 6, miền Nam tiền sau. Tên 6 thì miền Nam tên sau là không hiểu. À, hôm nay miền Bắc đánh lại con 19 được không em? 19 đánh lại 19 được mà. Hôm nay nó vẫn chốt cho anh chị đó là một cặp song thủ 1991 của miền Bắc mà. 42 của miền Trung, miền Trung 42 thì nó sẽ là Bình Định. Rồi, thì Tuấn sẽ chào bạn Thu nha. Tuấn sẽ đọc đầu đuôi của miền Trung và miền Bắc cho anh chị tham khảo, rồi chúng ta sẽ chốt ba miền cho anh chị nha. Thì trước khi đọc đầu đuôi anh chị xem lại like cho Tuấn đi, một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh để ủng hộ, một cái động lực anh chị ạ. Rồi thì ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4 là thứ năm, miền Trung chúng ta sẽ có ba đài, đó là Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Thì ở Bình Định chúng ta sẽ có là con 89, một cặp song thủ là 0440 và con 72 là đầu đuôi của Bình Định. 89, 40, 04, 72 là đầu đuôi của Bình Định. Còn ở Quảng Trị chúng ta sẽ có là con 54, 93, 52, 59 là đầu đuôi của Quảng Trị. 54, 93, 52 và con 59 đầu đuôi của Quảng Trị. Còn ở Quảng Bình chúng ta sẽ là kép 66, 74, 08, 93 là đầu đuôi của Quảng Bình. Quảng Bình thì hôm nay sẽ là 66, 74, 08, 93 là đầu đuôi của Quảng Bình. Tấn đọc lại ba đài lô tô của miền Trung ha, vé số của miền Trung. Đó là Quảng Bình là 93, 08, 72, 66 là đầu đuôi của Quảng Bình. Còn Quảng Trị chúng ta sẽ là 59, 52, 93, 54 là đầu đuôi của Quảng Trị. Quảng Trị thì ngày hôm nay sẽ là 59, 52, 93,
54 là đầu đuôi của Quảng Trị. Còn ở Bình Định chúng ta sẽ là 72, Thông 4, 40 và con 89 là đầu đuôi của Bình Định nha. Đây là những con số lô tô vé số của miền Trung, anh chị ở miền Trung tham khảo vé số này, lô tô này hy vọng trúng cái giải của miền Trung nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì ở miền Bắc ngày hôm nay chúng ta, miền Bắc thì ngày hôm nay miền Bắc đánh nhiều nhất ngày hôm nay đó là con không, xin lỗi anh chị, đó là con 90. Ngày hôm nay miền Bắc chúng ta đánh nhiều nhất con lô tô miền Bắc để đánh nhiều nhất là con 90 anh chị nha. Mua nhiều nhất của miền Bắc là con 90. Thì đầu đuôi đặc biệt của miền Bắc ngày hôm nay chúng ta sẽ là con 95. Đầu đuôi đặc biệt miền Bắc ngày hôm nay là con 95. Xuyên ba của miền Bắc ngày hôm nay chúng ta là 5995 và con 85. Xuyên ba của miền Bắc ngày hôm nay là 5995 và con 85 là xuyên ba. Còn con xuyên 2 của miền Bắc ngày hôm nay chúng ta sẽ có là 9779 là xuyên 2, 9779 là xuyên 2. Còn kép miền Bắc ngày hôm nay chúng ta sẽ có là 3 con kép, đó là 2233 và kép 55. Còn hai con cặp, hai lô quýt của miền Bắc ngày hôm nay, một cặp quýt và hai con lẻ, đó là quýt 0099 và 0660, đó là hai cái cặp, bốn con quýt của miền Bắc ngày hôm nay nha. 0099 và 0660 là bốn con quýt của miền Bắc, là một cặp hai con. Đánh nhiều nhất ngày hôm nay của miền Bắc, Tuấn đọc lại lần nữa nha. Đánh nhiều nhất, mua vé số nhiều nhất, lô tô nhiều nhất của miền Bắc là con 90. Lô quýt của miền Bắc ngày hôm nay chúng ta là 0099 0660. Lô kép của miền Bắc ngày hôm nay là 2233 và con kép 55 là lô kép của miền Bắc. Còn xiên 2 của miền Bắc ngày hôm nay là 9779. Xiên 3 là 5995 và con 85 là con xiên 3. Còn đầu đuôi đặc biệt ngày hôm nay của miền Bắc ngày hôm nay là con 95 anh chị nha. Lưu ý giùm em là 95. Rồi đây là những con số lô tô của miền Bắc, anh chị ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam có tham khảo miền Bắc thì mua một con vé số hoặc lô tô của miền Bắc, hy vọng trúng cái giải của miền Bắc anh chị nha. Chúc anh chị hôm nay ngày lễ tài lộc rực rỡ như ông ba cho anh chị nha, từ Nam ra Bắc. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi thì ngày hôm nay Tuấn sẽ chốt cho anh chị để anh chị tham khảo ở miền Nam nha. Lọt xâm chúng ta thì Tuấn sẽ giữ lại, đó là tâm linh. Tuấn đã đọc rồi, tất cả hôm nay anh chị cũng đã tham khảo cái lọc xâm cũng từ Nam ra Bắc thì 6886 đều không còn, nhưng đó là lọc xâm nha, không ai nói trước được điều gì. Thì khi chiều nổ rồi mới biết kết quả. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ chốt cho anh chị một cặp song thủ của miền Nam chúng ta là 5775, đó cho hai đài, đó là Tây Ninh, An Giang, và một con độc thủ cho anh chị đó là con 93 của miền Nam chúng ta. 93 là con độc thủ của miền Nam, còn một cặp song thủ miền Nam là Tây Ninh, An Giang là 5775. Còn ở miền Trung thì Tuấn sẽ chốt cho anh chị một cặp độc thủ là 2882. Anh chị lưu ý nè, 2882 miền Nam, miền Trung và miền Bắc đều có, ai thích cặp này thì cứ lấy ba đi ba miền nha. Nhưng mà Tuấn thì Tuấn tách ra Tuấn chốt thôi, chứ không lẽ giờ chốt luôn cũng được. Nó ai thích cái cặp này thì 2882 thì đấy, thì đánh miền Trung với miền Nam thôi đó. Ai lấy miền Trung với miền Nam mà đánh 2882 thôi nha. Còn Tuấn chốt sau kệ Tuấn nha. Lưu ý nè, 2882 thì chúng ta cứ đánh ở miền Nam với miền Trung thôi, 2882 ăn xong nghỉ đi chơi. Rồi ở miền Trung thì Tuấn chốt cho anh chị một cặp song thủ cho anh chị đó là 2882 cho hai đài. Miền Trung thì chúng ta có Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình, thì Tuấn sẽ chốt cho anh chị đó tham khảo đó Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị đó là 2882, và một con độc thủ cho anh chị đó là 72. Khá là đẹp nha, ngày hôm qua 92, hôm nay là 7282 thì hôm nay là khá đẹp rồi. 27 72 thì hôm nay Tuấn sẽ chốt độc thủ cho anh chị ba đài của miền Trung là con 72, còn một cặp song thủ là Bình Định, Quảng Trị là 2882. Còn ở miền Bắc ngày hôm nay, miền Bắc thì Tuấn sẽ chốt cho anh chị đó một cặp song thủ là 2662 của miền Bắc nha. Song thủ của miền Bắc ngày hôm nay Tuấn sẽ chốt cho anh chị là 2662.
và một con độc thủ là con 95 cho anh chị tham khảo ở miền Bắc. 95 độc thủ của miền Bắc ngày hôm nay anh chị nha, 95. Song thủ thì chúng ta sẽ là 2662, một con độc thủ là con 95 cho anh chị tham khảo. Rồi Tuấn đã chốt cho anh chị tham khảo 3 miền Nam Trung Bắc nha anh chị. Tuấn đọc lại lần nữa. Ở miền Bắc là 2662, độc thủ là con 95. Còn ở miền Trung song thủ là 2882, độc thủ là con 72. Còn ở miền Nam thì Tuấn sẽ chốt cho anh chị đó là 7557, song thủ còn độc thủ là con 93. Anh chị lưu ý giùm em ha. Đây là những con số lô tô Tuấn chốt cho anh chị để anh chị tham khảo mua một tờ vé số. Nếu anh chị thấy trùng thì chúng ta chơi mua một hai tờ vé số để trúng cái giải đặc biệt hoặc là trúng số của miền Nam, miền Trung và miền Bắc ha. Chúc anh chị ngày hôm nay tài lộc vượt gỡ nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn một cái động lực nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều anh chị. Rồi, thì đây là những con số Tuấn đã chốt và đọc đầu đuôi xong. Bây giờ Tuấn trả lời cho anh chị là tiếp tục trả lời anh chị nha. Còn anh chị nào mà chưa nghe rõ hoặc là chưa hiểu thì Tuấn cứ hỏi Tuấn trả lời cho anh chị. Chào Mỹ Tiên, chúc cả nhà chiều nay tài lộc được rỡ nha. Chào Đạn, chào bạn Trang Đạn like cho em rồi, em cảm ơn chị nha. Chào Thanh Thủy, chào Hoàng Vũ nha. Mỹ Tiên ơi, kiếm tiền sống với an vui hạnh phúc nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì bây giờ Tuấn cũng xin phép là xuống like, chúc cả nhà hôm nay ngày nghỉ tài lộc được rỡ nha. Hẹn anh chị lại 72 Tây Ninh là 0000 thì có, còn con 66 quá thì nó nằm ở Bình Thuận. Còn con 72 miền Nam á, thì bên Tuấn không có cầu, nếu anh chị đánh thì chúng ta đánh chị An Giang anh chị nha. Dạ cảm ơn ship. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị vui chiều nay tài lộc được rỡ. Tuấn xin phép xuống like nhé. Chúc anh chị, hẹn anh chị lại tối đêm nay vào lúc 21 giờ đến 22 giờ 30 trên kênh Tuấn Nghiêm. Đã tư vấn cho cái miền Nam và xin cái lọc ba miền tối đêm nay nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tuấn ơi, đọc kỵ mình đi lọc cũ lại hả? Dạ đúng rồi, bên em thì trước giờ là nếu mà lọc nó không về Tuấn sẽ giữ lại anh chị nha. Hồi trước cái giờ nó vậy, không về là Tuấn sẽ giữ lại, không có xin cái lọc mới. Thì ngày hôm nay Tuấn vẫn giữ lại cái lọc cũ. Và riêng cái con 93 thì hôm nay Tuấn vẫn chốt cho anh chị tham khảo, cùng con 68 anh chị tham khảo 68 nhìn cũng ha. Rồi 43 34 có không? Có, miền Nam chúng ta có. Ngọc Diễm, nãy giờ chị ngủ bạch thủ và song thủ miền Nam 5775 và con độc thủ là con 93 chị. Còn miền Trung là 2882, độc thủ là 72. Còn miền Bắc thì đó 2662, độc thủ là con 95 anh chị nha. Được rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Tuấn xin phép xuống like nhé. Đầu đuôi Bình Thuận đi mấy quậy anh? Đầu đuôi xem lại cái kênh hôm đi. Đầu đuôi thì ngày hôm nay miền Nam chúng ta sẽ là Bình Thuận hả? Bình Thuận đầu đuôi của nó là con 55, 89, 98 và con 26 là đầu đuôi của Bình Thuận. Còn ở An Giang là 28, 79, 88 và cũng là 55. Còn ở Tây Ninh thì chúng ta sẽ có là 84, kép 22, 75, 19. Đó. 28 hôm nay cũng khá là đẹp cho cái đài của An Giang. 28, 70, ăn đá đó cũng ok. Còn con 39 và con 57, 75 của Tây Ninh cũng khá là đẹp. Đó là theo ý của Tuấn thôi. 5775 cứ lấy càng 975 975 957. Cặp này là chúng ta đi song thủ nha. Đầu đuôi của nó là 75 rồi. Anh xem dùm con 11 An Giang. 11 thì không có nằm ở An Giang nha bạn Thiên Hương. 11 của Bình Thuận. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào Ngọc Cao nha. Bạn mình thấy bạn nói cầu nguyện chúc bạn nhiều ra tài lộc được cả. Dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều ủng hộ, như chia sẻ, đăng ký kênh là một cái động lực cho em nhé. Chúc cả nhà vui. Em tính nó chút xíu nữa, em tính gẹo rồi chút xíu nó gẹo Ngọc Cao rồi lo gẹo nó không. Cảm ơn cả nhà. Rồi tính xin phép
Cả nhà tiếng xuống lại.